Em xin chào quý anh em, chào bạn cô bác nha. Hôm nay ngày đẹp trời thì được sự tin tưởng của bà con cô bác thì em bán được một con máy Yanma 3T-7M4 đời 22 ngựa tua là 3050. Tua này chạy dữ lắm nha bà con. Lòng 7M4 22 ngựa. Đổi qua cái con máy 3T-68. 3T-68 này đổi qua cái con 3T-7M4 này. Máy này hàng nghĩa địa nha bà con, còn nguyên đầy đủ hết trơn, hàng nghĩa địa, khách đã cũng kiểm tra hơi hám đầy đủ hết trơn rồi. Đây quay chi tiết cho quý bà con cô bác coi ha. Còn máy này máy của anh Tý ở quận Thốt Nốt, máy này cũng gần rồi à. Đầu turbo nè, cũng làm suốt một tại khách lật giặt lẻ làm lẻ hoài. Máy này chưa vệ sinh chưa dọn gì nha bà con cô bác. Đây bác coi bà con coi à, dòng tua đấy không, 22 ngựa tua 3050, khách cũng kiểm tra thử hơi test ngon lành hết trơn rồi, quyết định chốt cái con này rồi giờ khách về rồi. Clip sau khi nào hoàn thành em sẽ cho bà con cô bác coi phần cũng vô máy ha. Quên clip này luôn chứ, còn clip sau thì em sẽ quay review cho bà con cô bác coi máy 3T-84 ở khách Hà Nội chốt, để cho bà con cô bác tham khảo, đừng có gì nhu cầu sử dụng alo liên hệ em. Máy này thì nghĩa địa nguyên can, chưa bung chưa tháo gì nha bà con cô bác. Mấy bên em không có thời gian dọn rửa đâu ha, nhằm khi cái máy về là em chưa dọn, chưa có nổ luôn. Bà con cô bác lại thử máy là nổ luôn thì rất là thích nha. Còn đây em không có thời gian dọn rửa bất cứ cái gì cho nên em quay số máy cho bà con cô bác coi nè. Ba T 72 này chưa dọn rửa gì trơn nè. Đây cũng có số nè, chưa dọn chưa rửa gì chưa, vậy nổ luôn mới hay chứ. Đây lên là còn là nổ luôn. Còn đây cũng mấy con. Rồi, xin cảm ơn quý bà con cô bác ha. Một xíu nữa em sẽ trở lại và gắp cái máy dàn cầu này vô với cái máy này cho bà con coi ha. Rồi, bữa nay hoàn thành cái máy 3T-74 dàn cầu xong xuôi chân, sẵn test máy đem chở máy về luôn nè. Máy 3T-74 xịn sò hết trơn rồi nè. Tắt đèn lên nha, nó trốn đó. Xịn sò hết trơn rồi. Quay em chủ máy rồi à, chào khách ạ. Gọn gàng nha, sạch sẽ. Test máy chạy công nhận máy này mạnh thiệt chứ. Mạnh, máy này thì chạy mạnh đó mà. Muốn em á về em làm đường nước lại chứ không đường nước này máy nó chịu không nổi nha. Em thấy đường nước yếu dữ lắm mà máy này mạnh thiệt, chở nhiêu đây gần 500 kg mà 36 cây chứ bộ. Dạ, 8m1 nhưng mà chạy giờ ok không? Lái mét này mét 2 không? Mét 25. 3T-74 mà chạy dữ thiệt chứ, chở 500 như đây có 500 kg chứ bộ. 500 chạy cũng quần được 36 cây rồi. Lên máy xuống em ơi. Rồi cảm ơn quý em và bà con nha. Mà giỏ này giỏ dặn không? Dặn nam thấy giọt rồi. Rồi, thân ái mến chào.